Thưa quý vị, trong khi người người nhà nhà đang chuẩn bị đón Tết, thì nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị và đón Tết tại bệnh viện. Đây đều là những gia đình ở tỉnh xa, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thậm chí là không có tiền để chi trả kinh phí điều trị. Với mong muốn giúp đỡ và động viên những hoàn cảnh không may mắn trong xã hội, nhiều tổ chức và mạnh thường quân đã trao tận tay những suất quà Tết cho những bệnh nhân nghèo. Bệnh viện Ca Tân Triều, Hà Nội. Vào những ngày gần kề Tết Nguyên đán Canh Tí, hàng ngàn bệnh nhân vẫn đang phải đối đầu với những căn bệnh hiểm nghèo. Với họ lúc này, những cái Tết ấm cúng bên gia đình là ước mơ. Bởi nếu rời chiếc giường bệnh thì không biết tình trạng của mình có thể chống chọi được bệnh tật trong bao lâu. Và những suất quà, những lời thăm hỏi của cộng đồng đã trở thành nguồn động viên tinh thần lớn để họ vượt qua những ngày khó khăn nhất của cuộc đời. Mỗi năm được một cái Tết. Vậy thì cho nên thì cũng phải nhờ là các nhà hảo tâm doanh nghiệp về chia sẻ cùng các bệnh nhân, một cái là hai bố con và toàn thể bệnh nhân trong cùng bệnh viện để có một chút nghị lực để vươn lên, để cùng con cháu để vào ngay trở về ăn Tết cùng chung vui với gia đình. Như một truyền thống sẻ chia tương thân tương ái, mỗi năm Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội phối hợp với tạp chí Tinh hoa đất Việt và các mạnh thường quân tổ chức chương trình Tết yêu thương giúp đỡ những bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện. Năm nay, ban tổ chức đã trao 100 suất quà cho bệnh nhân tại Bệnh viện Ca Tân Triều. Chúng tôi về đây thì nói thật là rất xúc động. Nhìn thấy những hoàn cảnh đấy rất thương. Và cũng là những người bà, người mẹ. Thế và đây là cái sự gửi gắm của các làng nghề trong thủ đô của mình bằng những cái tinh hoa, những cái chăm chỉ của những người thợ thủ công để hôm nay gọi là có một chút với 100 suất quà này trị giá khoảng độ 60 triệu đồng để về đây mà cùng chia sẻ với các bệnh nhân nhân dịp lễ cổ truyền của dân tộc mình. Đến cái ngày của dịp Tết Nguyên đán cũng muốn chúc các bé có một sức khỏe tốt và cũng nhân chuyện của tình cảm này để lan tỏa tới cộng đồng để chúng ta được biết nhiều hơn. Trong bệnh viện Ca có rất là nhiều bệnh nhi thì cũng muốn là để một cái môi trường tốt để cho các bé được chống lại bệnh tật. Mỗi năm cứ độ Tết đến xuân về, đã có hàng trăm tổ chức cá nhân trên cả nước tổ chức những chuyến đi thiện nguyện đến các bệnh viện để giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tết yêu thương cũng là một trong những hoạt động thể hiện truyền thống thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách của những tấm lòng hảo tâm, chỉ mong có thể xoa dịu nỗi đau bệnh tật và an ủi phần nào những khó khăn mà người bệnh đang phải trải qua.